Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là cái bộ dao Nhật 6 món, bao gồm 3 dao, 1 kéo, 1 rũa và 1 giá đỡ cho anh em và các bạn luôn. Bên mình đang phân phối cái dòng sản phẩm này. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ đây. Đơn hàng mình đóng gửi cho khách ngày hôm nay của bên mình đây. Đấy, khách lấy 2 cái, 3 cái, nói chung là rất là nhiều đơn luôn cho anh em và các bạn này. Đấy, hàng dao của Nhật đây. Anh em các bạn có thể quan sát này. Cực kỳ và sắc bén luôn nhá. Các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn này. Số điện thoại 0936863 68 để được tư vấn. Bộ sản phẩm dao Nhật cực kỳ sắc bén cho anh em và các bạn lựa chọn này, sử dụng trong gia đình mình. Hàng cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy. Mọi nhu cầu về sản phẩm anh em các bạn có thể liên hệ. Bây giờ mình sẽ test thử sản phẩm cho các bạn xem nhá. Đây, một cái bộ dao Nhật 6 món cực kỳ là chất luôn, mình sẽ test thử cho các bạn xem này. Đây. Con này là con dao gọt hoa quả này. Đấy, con này là con đa năng này. Gọt hoa quả này. Các thứ được hết luôn anh em các bạn nhé. Đấy. Rất là sắc bén luôn này. Rạch giấy, dọc giấy các thứ như không này. Đấy. Rất là sắc bén này. Anh em các bạn thấy không? Đấy, cái tờ giấy A4 mình dọc như không luôn các bạn thấy không? Đấy. Giấy A4 này. Đấy. Rất là sắc bén luôn các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Hàng sáng bóng luôn. Chuôi liền luôn các bạn nhé. Đấy, hàng liền chuôi này, cực kỳ đẹp, sáng bóng luôn cho anh em và các bạn luôn nhé. Đó. Tiếp theo là đến cái con dao Thái này. Đấy. Con Thái cũng cực kỳ là dày dẫn luôn. Và rất là sắc luôn, cũng dọc giấy như không luôn anh em các bạn thấy không? Đấy. Đấy. Cũng dọc giấy bình thường các bạn nhé. Đấy, thấy không? Anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm này thì có thể liên hệ. Cũng dọc giấy được hết, rất là sắc bén anh em các bạn nhé. Đấy, thấy không? Rất là sắc luôn. Đấy, hàng cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn này. Đây, con này là con dao chặt này, rất là đầm dao luôn, anh em có thể chặt thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân hết, cực kỳ là sắc bén luôn nhá. Đấy, tặng kèm thêm một rũa để mài này, và một kéo cát luôn này. Đó. Sản phẩm đầy đủ luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn này. Đấy, xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau nhé.